Thưa quý vị, ở căn cứ quy định tại khoản 10, điều 10, nghị định 10 năm 2022, nghị định chính phủ, khi cha mẹ tặng đất cho con, quyền sử dụng đất sẽ được miễn lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân. Vậy ở trường hợp mua nhà đất của bố mẹ thì có phải nộp lệ phí trước bạ hay không? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung mà chúng tôi đã tổng hợp trong tiểu mục kiểu này sau đây. Tại khoản 10, điều 10, nghị định 10 năm 2022 NĐ-CP quy định như sau. Nhà, đất nhận thừa kế hoặc quà tặng giữa vợ với chồng, cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng, mẹ chồng với con dâu, cha vợ, mẹ vợ với con rể, ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại, anh, chị em ruột với nhau, nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Như vậy, trường hợp mua đất của bố mẹ có phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định? Lệ phí này được tính dựa trên giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Cụ thể, trường hợp 1, khi giá chuyển nhượng cao hơn giá nhà, đất của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định, lệ phí trước bạ bằng 0,5% nhân với giá trị chuyển nhượng. Trường hợp 2, khi giá chuyển nhượng thấp hơn hoặc bằng giá nhà, đất của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định, lệ phí trước bạ bằng 0,5% nhân với diện tích nhân với giá 1m² tại bảng giá đất. Cách tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở, lệ phí trước bạ bằng 0,5% nhân với diện tích nhân với giá 1m² nhân với tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại. Trong đó, diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích sàn nhà, kể cả diện tích công trình phụ kèm theo, thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức cá nhân. Giá 1m² nhà là giá thực tế xây dựng mới, 1m² sàn nhà của từng cấp nhà, hạng nhà do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành, phải đối chiếu với văn bản của Ủy ban Nhân dân từng tỉnh thành. Tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành, xem trong văn bản của Ủy ban Nhân dân từng tỉnh thành. Mới đây, công ty đấu giá hợp danh số 5 quốc gia vừa ra thông báo đấu giá 27 thửa đất ở các khu vực đấu giá quyền sử dụng đất thuộc các phường Phú Lương, phường Yên Nghĩa, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Diện tích các thửa đất dao động từ 48,7 đến 72,1m². Số tiền đặt cọc cho mỗi thửa đất hơn 221,984 triệu đồng đến 436,291 triệu đồng. Buổi đấu giá sẽ được tổ chức đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Mức giá quy định 10 triệu đồng mỗi mét vuông. Theo kế hoạch, buổi đấu giá được thực hiện từ ngày 19 tháng 10 năm 2024. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành công văn số 4219 về việc xây dựng chương trình phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ đến năm 2030. Theo đề nghị của Sở Xây dựng, kinh phí xây dựng chương trình phát triển nhà ở khoảng hơn 1,2 tỷ đồng. Theo tờ trình này, mục tiêu xây dựng chương trình phát triển nhà ở đến năm 2030 là đánh giá thực trạng nhà ở trên địa bàn thành phố, đánh giá kết quả thực hiện chương trình phát triển nhà ở, dự báo nhu cầu diện tích sàn nhà ở tăng thêm đến năm 2030, xác lập các chỉ tiêu phát triển nhà ở đến năm 2030 làm cơ sở để quản lý công tác phát triển nhà ở và triển khai thực hiện các dự án nhà ở trên địa bàn thành phố Cần Thơ, thu hút nguồn vốn đầu tư phát triển nhà ở. Mới đây, Bộ Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuần lễ công trình xanh Việt Nam 2024 với chủ đề Phát triển công trình xanh, chuyển biến từ chính sách đến hành động thực tiễn. Sự kiện gồm nhiều hoạt động, hội thảo chuyên môn, triển lãm thể hiện cam kết và nỗ lực của Bộ Xây dựng trong việc hỗ trợ, thúc đẩy các nội dung, nhiệm vụ về sử dụng năng lượng, tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường, giảm phát thải và hướng tới mục tiêu phát triển ròng bằng không. Tuần lễ công trình xanh Việt Nam năm 2024 diễn ra nhiều sự kiện, trong đó có một phiên toàn thể, 4 phiên thảo luận chuyên đề và một triển lãm các sản phẩm công trình xanh trong lĩnh vực xây dựng như vật liệu xanh, sinh thái, tiết kiệm năng lượng, giới thiệu các nhà đầu tư, doanh nghiệp, giới thiệu các công nghệ xây dựng, mô hình quản lý dự án xanh. Theo thống kê của Bộ Xây dựng đến hết tháng 4 năm 2024, số lượng công trình xanh trên cả nước đạt khoảng trên 400 công trình với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 10 triệu mét vuông. Trong báo cáo mới đây gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã đề xuất đánh thuế với trường hợp sở hữu, sử dụng nhiều nhà đất. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh giá nhà đất đang leo thang, lệch pha cung cầu nghiêm trọng và các nhà chức trách nhận định có sự tham gia của các nhóm đầu cơ, thổi giá bất động sản. Và đồng tình với đề xuất trên, song nhiều chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại việc đánh thuế với trường hợp sở hữu, sử dụng nhiều nhà đất có thể giáng một đòn mạnh vào thị trường bất động sản. Càng gánh thêm nhiều thuế phí thì giá bất động sản sẽ càng tăng. Căn hộ chung cư này có diện tích khoảng hơn 60m², nằm trên phố Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
và dù đã đi vào sử dụng khoảng 7 năm, hiện tại căn hộ đang được môi giới giao bán với giá hơn 4 tỷ đồng, tương đương khoảng 6-7 triệu đồng trên 1 mét vuông. Theo khảo sát tại một trang thông tin về bất động sản, giá bán các căn hộ tại đây đã tăng hơn 71,4% trong vòng 1 năm qua. Và nếu so sánh trong 5 năm, mức giá này đã gần gấp đôi. Tăng giá và sẽ tiếp tục tăng giá. Đây là khẳng định của môi giới bất động sản với thị trường chung cư trong thời gian tới. Giờ còn lên nữa. Đời chị làm 50 năm thứ 10 bất động sản rồi nhá. Mà chỉ có cái năm dịch là gọi là nó không lên. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến thời điểm quý 2 năm 2024, giá căn hộ chung cư tại một số tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng trung bình khoảng từ 5 đến 6,5% trong quý và 25% theo năm tùy từng khu vực và vị trí. Cùng với đà tăng của giá nhà, ước mơ mua nhà cũng ngày càng trở nên xa vời với nhiều người dân. Nói chung là như đợt vừa rồi thì cũng có định mua nhà, nhưng mà đợt vừa rồi giá cả của chung cư ở chỗ thành phố Hà Nội mình nó lên cao quá, cho nên là bây giờ mà mua thì đi cũng xa quá. Tháng 7, tháng 8 và phần đầu tháng 9 năm 2024 thì chúng tôi thấy là mặt bằng giá chung cư của Hà Nội không có dấu hiệu giảm. Nửa sau của năm 2024 thì cái kỳ vọng của chúng tôi là cái mặt bằng giá chung cư tại Hà Nội vẫn ở ngưỡng đi lên. Tuy nhiên cái tốc độ đi lên thì có giảm. Trước đề xuất đánh thuế nhà đất thứ hai, thứ ba để tránh tình trạng đầu cơ, bỏ hoang được đưa ra của Bộ Xây dựng, các chuyên gia cũng đồng tình cho rằng đây là công cụ cần thiết trong bộ chính sách về điều tiết giá nhà đất của quốc gia bởi có thể hạn chế đầu cơ. Tuy nhiên cần xem xét kỹ các kinh nghiệm quốc tế, cân nhắc định mức đánh thuế theo giá trị tài sản. Điều quan trọng nhất đó là chúng ta phải có được cái kho dữ liệu về đất đai. Và lúc đó chúng ta mới biết được rằng là cái mảnh đất đó thuộc về ai như thế nào. Và nếu như chúng ta quy định các cái định mức cũng như các cái yêu cầu khác nhau đối với cái bất động sản và chúng ta quy về cái mã VNID hiện nay thì chúng ta sẽ biết được rằng là ai sở hữu cái mảnh đất ở đâu và chúng ta đánh thuế nó sẽ chính xác. Kết hợp với công cụ thuế, các chuyên gia cho rằng cũng cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng nguồn cung bất động sản thông qua các dự án nhà ở xã hội, ưu tiên đánh thuế cao đối với bất động sản bỏ hoang hoặc sử dụng không hiệu quả các dự án chậm tiến độ, nhằm khuyến khích sử dụng đất đai hợp lý, hạ giá bất động sản. Thưa quý vị, trong những năm qua, có một số dự án kinh doanh du lịch dịch vụ ven biển tỉnh Ninh Thuận đang y ạch, chậm chế tiến độ đầu tư. Theo thanh tra tỉnh Ninh Thuận, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có kết luận thanh tra và đã có quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất và chấm dứt hoạt động dự án khu du lịch Rocco Bay Resort. Nằm tại khu vực là một trong những bãi biển đẹp nhất của tỉnh Ninh Thuận, dự án khu du lịch Rocco Bay Resort do công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển du lịch Minh Thành được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2009 trên diện tích 19 ha ở bãi Thùng, xã Vinh Hải, huyện Ninh Hải với tổng mức đầu tư 170 tỷ đồng đã bị bỏ hoang hàng chục năm và trở nên hoang tàn. Mặc dù đã được gia hạn tiến độ và điều chỉnh đầu tư nhiều lần, nhưng hơn chục năm sau kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, dự án này vẫn trong tình trạng y ạch kéo dài. Nên thanh tra tỉnh Ninh Thuận đã vào cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đầu tư, xây dựng, đất đai và bảo vệ môi trường. Sau khi có kết luận thanh tra vào ngày 22 tháng 4 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất đã được giao, đồng thời chấm dứt hoạt động đầu tư của dự án này. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Ninh Thuận, sau kết luận thanh tra, hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu lập thủ tục trình Ủy ban dân tỉnh Ninh Thuận thu hồi đất và chấm dứt dự án này theo quy định của Pháp luật Đất đai 2013 và Luật Đầu tư năm 2020. Các sở, ngành liên quan cũng đã kiểm tra trách nhiệm những tồn tại, thiếu sót trong công tác tham mưu, phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao tại dự án khu du lịch Rocco Bay Resort. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trên sóng VTC1.